Đồng hồ Vang Vọng xin kính chào quý vị và các bác. Hôm nay rất hân hạnh đồng hồ Vang Vọng được giới thiệu đến quý vị và các bác một chiếc đồng hồ Verdet do người Pháp sản xuất. Đây là một chiếc đồng hồ em xin chia sẻ luôn với các bác. Nó có một cái tầm giá không quá cao các bác ạ. Nó rất phù hợp cho rất nhiều gia đình người Việt thân yêu của chúng ta có thể sở hữu và trưng bày trong nhà các bác. Rất tuyệt vời, được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, với một trong những cái chiếc đồng hồ nó cũng còn nguyên bản đến 100% các bác nhé. Độ mới thì em đánh giá đây là chiếc đồng hồ còn mới trên 80%. Và đương nhiên, một chiếc đồng hồ khi nó còn nguyên bản và mới như thế thì em cũng một chút nữa em xin được tháo cái bộ máy ra để các bác nhìn bộ máy, để các bác đủ tin tưởng và để khi các bác sở hữu thì các bác yên tâm dùng để có thể lưu truyền lại cho con cháu sau này. Bởi vì đây là một trong những chiếc đồng hồ có tầm giá không quá cao nhưng rất xứng đáng để các bác sở hữu. Một trong những cái thùng được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên các bác này, rất đẹp. Rất đẹp luôn, em có thể dùng từ rất đẹp các bác ạ. Tất cả còn nguyên vẹn. Với chạm trổ bốn góc là bốn bông hoa lá tây, nhìn rất sang trọng. Một cái mặt là rất đáng sở hữu các bác ạ. Đó là mặt bát giác đứng. Một cái kính nồi các bác nhé. Đương nhiên rồi, Verdet thì luôn luôn trang bị những cái kính nồi và rất sáng, để khi các bác nhìn vào rất dễ nhìn. Mặt số in quốc tế này các bác này, với một cái nền rất là đặc biệt. Thương hiệu Verdet Mark in France này các bác này, kim đặc trưng của Verdet. Ở bên dưới người ta làm với một cái kiếng, theo em nhìn thì khi em chợt nhìn vào một cái các bác ạ, thì em nhìn em có cảm giác như một cái miệng mà mình bắt đầu cười các bác ạ. Nó rất vui. Khi nhìn vào là cảm thấy nó đã có cái gì đấy nó rất là vui tươi phải không các bác. Bên trong là quả lắc đặc trưng của Verdet. Rất đặc biệt. Một chiếc đồng hồ không quá nhiều tiền nhưng lại đưa lại để cho chúng ta có một cái gì đấy rất đáng để sở hữu. Tất cả các chi tiết dù nhỏ nhất này các bác này, từ cái lẹp kiếng này còn nguyên tem mác, rất đặc biệt. Bên trong rất đầy đủ, không thiếu một chi tiết nào các bác ạ. Quá đặc biệt luôn. Bây giờ em xin được chia sẻ bộ máy. Đây là một bộ máy vách đồng vàng mà em cũng sẽ tháo ra để các bác nhìn. Củ gông chữ T đương nhiên sẽ mang lại cho các bác một cái chất âm nó rất tinh tế. Bây giờ em xin test cái tiếng chuông để các bác thẩm âm và đánh giá. Vừa rồi chiếc đồng hồ em giới thiệu đến các bác đã đưa đến một cái bản nhạc Westminster và một cái bên điểm giờ rất tuyệt vời phải không các bác. Bây giờ em xin được mở cái bộ máy ra để các bác nhìn ngắm một chiếc đồng hồ mà bên đồng hồ Vang Vọng giới thiệu đến các bác, với một cái giá trị về vật chất không quá cao nhưng về giá trị tinh thần và sở hữu thì nó đủ để các bác sở hữu và lưu truyền. Rất ấn tượng phải không các bác. Một chiếc Verdet nhà Pháp. Đây các bác ạ. Một bộ máy đấy các bác, vàng ươm này. Còn rất đẹp. Em đánh giá đây là một bộ máy mới trên 80%. Tất cả các đầu ra cũng còn rất là đẹp. Đều tăm tắp luôn các bác ạ. Bộ máy quá hoàn hảo phải không các bác. Và đây,
củ gông này các bác này, với các thanh côn còn rất là đẹp. Và đến đây, đồng hồ Vọng Vọng chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại các bác.